Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Là vì đức tính, tôi cũng trong quá trình học vừa rồi thì tôi cũng học thêm được rất nhiều điều. Nhưng mà bản thân tôi thì cũng có nghề đông y làm nghiệp dư. Thế và chính bản thân tôi là đã thực hành chữa bệnh vô hóa cuộc sống từ năm 1990. Tôi đi nghiên cứu và thực hành chữa cho mọi người và cũng chữa cho bản thân mình nữa. Cho nên tôi hiểu về đông y. Thế thì qua cái kiến thức vừa rồi tôi học thì có hai cái tôi rút ra được mà nó có cái cơ sở khoa học. Cái cơ sở khoa học thứ nhất tức là gì? Trong đông y người ta có nói một cái câu nó rất hay là thông thì bất thông và thống thì bất thông. Thông bất thống tức là thông thì nó không đau. Thế còn thống thì bất thông tức là nó thống tức là nó không thông thì nó gây đau. Cho nên cái câu nó ở trong cái lý thuyết của mình đây áp dụng nó rất là hay ở chỗ là gì? Trong đông y các lý thuyết trước đây người ta muốn thông thì người ta châm cứu để mà vận khí hoặc là người ta uống thuốc để cho nó thông. Nhưng ở đây thì mình không dùng hai phương pháp đấy mà mình dùng cái phương pháp tức là mình khóa các cái điểm và mình bơm máu thì như thế tức là đây một hình thức gọi là cưỡng bức để thông huyết để cho huyết nó đi vào các vùng nó có bệnh thì đây là cái cơ sở khoa học. Đây là bơm máu tức là để cho thông huyết. Chứ dùng nếu mà dùng các cái đông y cổ truyền khác ví dụ châm cứu chẳng hạn thì châm cứu là để gọi là vận khí để cho huyết khí nó đi thì huyết đi. Nhưng mà nếu trường hợp mà huyết bây giờ nó có những hiện tượng ví dụ nó bị đặc quánh lại hoặc là nó rất nhiều tạp chất hoặc là nó đã có cái lực ma sát nó bám vào thành mạch máu thì cái phương pháp mà châm cứu để vận khí để cho huyết nó lưu thông thì nó lâu và nó khó, thậm chí nó không được. Nhưng mà cái phương pháp mà bơm thế này thì tôi cho là rất hay. Đấy là một cái cơ sở khoa học thứ nhất. Vượt đấy là dùng cho tay chân, nhưng còn như là nội tạng thì anh làm thông khí huyết theo loại rất là khó. Thì tôi thấy cái phương pháp trường gan là phương pháp hay, bởi vì đông y thì người ta quan niệm gan nó là cái tạng mà tàng huyết, tức là gan là chứa huyết. Thế thì bây giờ mình tức là tôi cũng nghĩ là mình phải làm cho nó thông nhưng mà không biết cách gì cả. Nhưng bây giờ qua cái phương pháp của thầy Châu thì chính cái trường gan làm cho nóng gan, tức là đẩy cho huyết nó đi được ở trong nội tạng. Thì đây cũng là một phương pháp tôi cho là rất hay. Thế còn cái phương pháp mà của ông Mikulin thì cách đây khoảng 30 năm tôi có đọc một cuốn sách, tức là cái tên tựa đề cuốn sách gọi là Sự sống lâu tích cực. Thì tôi cũng rút ra được hai cái điểm, tức là cái điểm thứ nhất là khó thoát chân là một. Về phương pháp thứ hai thì ông ấy nói rất hay là này, con người ta là nó trong quá trình hoạt động nó sinh ra những cái điện tích dương, những điện tích dương ở trong cơ thể mình nó thừa, cho nên là người ta nên tiếp xúc bàn chân với đất để cho nó hút tất cả những điện dương thừa đi trên đường để. Chứ nếu mà cứ đi tất quanh năm mà mình cơ thể mình không tiếp xúc với lại đất thì nó cũng không tốt. Cho nên bản thân ông Mikulin khi ông nằm trong bệnh viện hay là ông đã lấy kim loại ông ấy để vào bàn chân và ông buộc dây nối ông cho gắn vào cái đường nước để cho triệt tiêu tất cả những cái điện tích âm điện tích dương đi. Thì đấy là một phương pháp của tôi cho cũng rất là hay. Thế còn ông ấy thì còn nghĩ ra các cái máy móc này. Ông Mikulin, ông này là tổng công kỳ sư sản xuất máy bay, mà chính cái máy bay MiG của Nga, của Liên Xô đấy chính là do ông là tổng công kỳ sư. Đấy thì ông không phải là nhà y học, nhưng mà khi ông nằm bệnh viện thì ông nghĩ ra các phương pháp ấy. Thì qua đây tôi hiểu thêm là vì này, trong các tĩnh mạch của mình nó có các cái van một chiều. Thì nếu mình không có gõ gót chân này, mình không thúc đẩy được cho cái huyết và nhất là cái cạnh. Ông ấy dùng cái chay từ, tức là các cái cạnh bã ở trong máu của mình. Nếu mình không có khuấy động thì nó không thể tiêu được và nó lắng cạnh ở khu vực nào thì khu vực này cũng vậy. Cho nên là tôi thấy cái phương pháp này, tức là tôi hiểu sâu hơn về các cái phương pháp mà của thầy Dương Công Châu đưa ra. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ:
Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.